Coi đang cò nha các bạn. Cò nhiều mà người ta cũng sợ, tức là người ta nói mấy học sư trong chùa thi ông không lợi luôn, tức là tôi có thể từ sáng tới chiều không ăn, qua ngày sau tới chiều ăn được bữa cơm. Nhưng mà nó cũng bắt nhịp từ cái chỗ là lo đam mê này là không ăn nhiều, bây giờ là chào cả nhà. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình được thông qua mạng xã hội thì mình biết được là hoàn cảnh của chú Phước, và đặc biệt là chú Phước là một nhạc sĩ, một người nghệ sĩ hội họa, đang sống trong một cái căn nhà như thế này. Mình hôm nay mình tìm đến đây không phải là quay cho cả nhà xem biết về cái hoàn cảnh của chú, mà biết về cái biệt tài của chú trong cái sáng tác, trong cái sáng tác thể loại là gom 10 nhạc cụ đờn trong một cái cây nhạc, và trong một cái cây đờn. Và hôm nay mình tìm đến đây thì gặp, trong quá trình gặp chú Phước đang thử lại những cái cây đờn của mình, và đây là hình ảnh chú Phước hàng ngày vẫn đang miệt mài để sáng tạo với cây đờn của mình. Dạ con chào chú. Chú đang nghiên cứu lại những cái đờn hả chú? Dạ dạ đúng rồi. Dạ rồi con, hôm nay con đến đây, con với mấy người bạn đến đây để tìm hoàn cảnh, để biết tìm để biết trong quá trình sáng tạo những cái cây đờn như thế nào. Cây đờn này đâu có cái đờn 10 thứ chú gã ra trong kia. Cái này là gì? Cái này cây đờn, cái đàn này mấy trong một chú? Gáo, cò, hạ quy di, sến, kèm là năm mày. Rồi guitar phím lộn. Không không, bị nó đâu có. Dạ dạ. Mà cái đó là không tính thằng ọt á. Bị gì đó là gốc ọt rồi. Dạ. Thì nếu mà gọi là cây đờn thì tổng thể cây đờn thì phải kể ọt vô. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tôi không kể. Nó đã có ọt rồi. Mà bị không, cây ọt là bị gì cái đó của thế giới đó. Nhưng mà nói như vậy chứ có một người nào có sống cây ọt mà thiết kế nhiều cây trên này là hồi đó giờ trên thế giới chưa có luôn. Chưa có luôn. Đó, cái chỗ đây. À, ở trên này là ba phím này. Ở trên này năm phím này là hạ quy di. Ha. À, 6 dây. 6 dây. 6 dây này. À. Còn này là kèm như sến, ba ba dây. Sến, rồi cò luôn. Cò luôn. Mã cò được thì gáo được, rồi vú lóng được. Dạ. Vậy đó. Cái này là để coi thôi. Cái đàn cũng ra được cái gì. Cái này con cũng thấy lạ nè. Cái này nè. Lóc này á. Cái lóc đó không phải là lạ. Cái lóc này thì bên Hạ Quy Di nó đã có từ xưa. Dạ. Nhưng mà hồi cách đây là cũng 50 mấy năm, cây Hạ Quy Di nó ra đời từ bên thế giới, nó về đây nó chỉ có một lóc. Nhưng mà tôi cảm thấy nó nghèo, thành ra tôi thêm lóc gì. Tức là tôi làm hai lóc là bằng người ta hai ngón tay, nếu tôi tới ba lóc bằng ba ngón luôn. Tức là nếu mà đợt là nó muốn tôi đổi tôi guitar rồi. Dạ. Chữ nhiều. Đó, ví dụ. Cái này chỉ coi thôi. Đó. Coi. Đang cò nha các bạn. Cò. Là hai nhạc cụ rồi đó, Hạ Quy Di với cò. À, với cò, cò kèm nè. Đó. Sến cũng đó luôn. Chỉ cần ra chép là nó thành sến.
cũng hay cũng vậy ha. Em gọi thằng bác lên nghe đã lắm hả? À chú chú là họa sĩ hả? Họa sĩ. Vừa. Dạ, vừa họa sĩ, vừa là nhạc sĩ. Thì cái đó anh em ta đưa mình lên vậy mà nhưng mà thực tế thì nghề của tôi cũng có tầm cỡ rồi. Nhưng mà con hỏi chú cái này nè, con không hiểu nè. Tại vì nó trong đây nó có cơ có điện là chú phải hiểu về vật lý. Thì chú mới làm được. Có biết. Nhưng mà chú thì có cũng học thợ điện. Chú cũng có thợ điện luôn. Không phải mình, nhưng mà mình đi học lắm. Tại vì đầu tiên mình nhờ thợ điện người ta làm. Rồi á thì thấy thợ điện nó sẽ chỉ cho mình là cái hệ thống này nó qua cục cản gì đó nó sẽ ra được cái tiếng gì đó thì mình hiểu vậy thôi. Cái sự thật mà bây giờ mà đem cái thau băng hay là cái radio thì bó tay. Chú từ lúc trước là chú tự học lớn thôi. Của người ta là đúng là lắm. Không, nhưng mà đàn thì có thầy đàng hoàng. Đàn thì có thầy. Đàn thì học thầy, còn điện là để điện là chỉ là đầu tiên mình mướn. Rồi mấy em thợ điện thấy cái chuyện này nó cũng quá đơn giản, nó không phải như cái vụ radio hay là cái gì khó. Dạ. Họ chỉ cho mình một hai cái cục mà để sò cái này kia rồi vậy thôi. Là mấy cái rè xi tăng gì đó. Từ đó về sau mình tập chế lần lần luôn. Rồi mình chế lần dần dần. Chú chế cây đàn đầu tiên là bao nhiêu năm chứ bao nhiêu lâu? Cây đàn đó 10 trong 1 á. Cái đàn đầu tiên tôi là thành công luôn á thì nó 10 năm đó. 10 năm là từ hồi năm 20 tới năm 30 thành công. Wow. Còn hồi từ lúc mà 13 tuổi mình học tới 7 năm đó là mình đang học đàn thôi. Mình là biết nhưng mà mình có cái nghiên cứu. Thì trong 7 năm đó là vừa đàn mà vừa nghiên cứu. Thì từ 20 đó là bắt đầu chế từng cây nó kéo dài đúng là 10 năm thì nó khá lâu đã thành. Nhưng mà khi nó đã thành được một cây đó là ra 10 rồi đó thì bây giờ từ đây về sau tôi chế trên bất cứ cái vật thể nào cũng được hết là bị cũng áp dụng từ tựa vậy. Giống như nắm được cái căn bản. Bây giờ mình nói ví dụ như vậy. Thì á cây cò này á thì kéo bằng lốc. Vậy. Không, đây lốc này. Cây này là cây cò, cây guitar phím lõm luôn. Phím lõm luôn mà tân nhạc luôn. Tôi lên dây tân nhạc tôi đơn luôn. Đặng mình đã chơi nhạc chứ cây cổ làm sao còn đợi nhạc được. Yeah. Nhưng mà mình chuyển cái chữ đàn cổ qua cái bộ dây tân nhạc. Yeah. Là nó không còn giống bên kia chữ họ sang hay kia là nó không giống nữa. Dạ, yeah, nó khác chữ thôi. Nó khác đổi vị trí. Dạ. Yeah. Đây là mình kéo gì thì tức là cái tại cái mô hình này nghĩ gì? Đó, nó là cò. Dạ đúng. Nhưng con hỏi chú trả lời cho con thôi. Con này con hỏi coi chú trả lời được thì chú trả lời. Dạ. Ở gần đây có người ta có gọi chú là dị nhân không chú? Có nghĩa là chuyên làm những việc mà không ai làm á. Ở đây thì không có ai gọi tôi là gì hết. Nhưng mà những người khác thì người ta hay thấy lạ, người ta hay đặt này kia. Còn ở xóm mình ta biết quá thì mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi cảm thấy là nó không có cái gì gọi là dị. Là do cái đó là do cái tư duy của mình thôi. Mình biết nghiên cứu. Nghiên cứu thì mình làm đúng rồi. Nước Việt Nam chắc chỉ có nơi chú là sản xuất cây đờn độc nhất. Nói chung với là tôi nói chỉ cây Hạ Quy Di này. Cây Hạ Quy Di này nó đã có là cả 100-200 năm ở từ cái đảo Hạ Quy Di á. Người ta chơi nhạc. Thì đó chỉ có một lốc này thôi. Rồi ta hoào nhạc ta đờn vậy thôi. Nhưng mà Việt Nam mình thì có cái thích thối những cái lạ này kia. Yeah. Thành ra ta mới mang cái đàn này về, ta mới biến nó ra cổ. Thì khi biến ra cổ á, là họ chỉ cũng xài có một lốc này. Mà một lốc này á, sau khi mình đờn á, cũng nhiều năm lắm mình mới cảm thấy nó nghèo quá. Thí dụ từ nốt này mà muốn dịch lại nốt này mắc kéo đi rồi kéo kiểu này. Sao quá. Tôi nói tại sao mình không tìm cái gì đang có thằng này rồi thằng này luôn. Sau đó mới chế thì hồi đó người ta cầm lốc cầm cái vậy nè. Là đủ xài rồi. Nhưng mà tôi nói bây giờ mình phải khó rồi đó. Phải chuyển nó qua đây. Để cho nó dư này. Yeah. Rồi phải làm cái này để cho nó chịu đây. Chứ hồi đó người ta cầm. Đúng rồi con thấy coi Hạ Quy Di người ta cầm. Người ta cầm cái đó, ngón tay người ta chà lên. Chà. Yeah. Thử ra buông ra cũng không được. Yeah. Mà bây giờ mình thêm một cái lốc nữa. Tức là phải buông này ra. Mà buông này ra để đây thì đâu còn chỗ nào để đợi. Thành ra tôi mới suy nghĩ tôi mới chuyển qua đây. Chuyển qua đây là một cái khó đợi lắm. Là bởi cái ngón này nó khôn nè. Qua đây ngu lắm. Dạ. Thành ra chữ đợn này nó rất là ngu. Nếu mà đợn cho hai người đồng cái nghề mà khi đợn ra người cảm giác là hai người này là đồng nghề nhau thì tôi là thuộc thầy đó, là bởi vì cái ngón này là nó ngu. Là mà chưa ai đợn được. Chưa ai đợn được mà ta chỉ cái ngón này ta khôn hơn nè. Đó, mà mình làm được ngón này tức là mình phải động não dữ lắm. Khó khăn lắm mới đợn lắm này được. Khi lúc này được
rồi chế lóc cũng phải tính nữa, nếu mà lóc nhỏ quá âm thanh nó ra nó không có đầy, nó nhỏ mà nó bị lép, rồi phải tính cho nó vừa dặn vậy, rồi còn phải tính cái độ vậy dư ra ngón nhiêu để mình xải nó đúng. Thành ra khi đó đó tôi đợi được hai nốt mà người ta đợi một nốt, ví dụ người ta muốn từ nốt này cho qua đây rồi phải làm gì chú làm được dạ. Đó, như vậy là nó bất tiện cho cái di chuyển, cái việc di chuyển của cái tay mình nè. Đèn cho nó để chỗ một cái thấy ngón cái là cái nè ha, nè nè. Là nó thành cái guitar. Tức là chữ đờn của tôi, nếu tôi đờn ra là nó ma hai cây đờn là một cây thảo duy có cây cờ cây guitar kèm vô. Là tôi thắng thế hơn cái người đàn guitar được một chỗ là tôi kéo được cái chữ này, chứ guitar thì nó bắt nhấn nhá dữ lắm mới ra, mà ra không nổi. Nó ra chút đỉnh vậy thì được, thí dụ như nó làm vậy nè. Như vậy thôi. Vô phương rồi, cái guitar không nhấn ra được. Là mình vuốt cái này mình hơn. Nhưng mà khi cái hạ quy di nó kéo tới đây nó muốn làm gì nó làm không được, mà mình làm này được. Tức là vậy là mình ăn ta rồi, một hai chữ là ăn rồi. Rồi tôi ăn rồi. Cái hạ quy di tới chết không đờn được chữ đó. Nó phải đờn vậy nè. Vậy. Nó giật vậy nè. Mà nếu nó trở lại nó càng khó nữa, nó đi qua vậy nổi chứ mà đây vậy để trở lại là nó trở khó, còn tôi bị gì đâu vậy. Tôi làm dạ, cái lái, dạ đúng cái lái chữ. Lái chữ hai lái ngón dạ. Gọi là lái hai nốt. Móc đâu tôi làm được. Trời ơi, chú vừa giỏi họa, nhạc, vật lý mà lại thêm tính toán nữa. Đúng đúng, nó cái tính toán nó nặng lắm. Tại vì khi mà chú đặt cái câu hỏi, cái này tại sao nó lại vậy, là đâu phải muốn đặt được cái câu hỏi đó là đặt. Đúng đúng. Như ở đây thì mình gọi là để ở đây em giống như cũng như khai thác một cái mỏ mà nó đang nằm ở dưới ẩn dưới đi, nhưng mà tôi là người hiểu đó. Tức là khi mà nó gợi ý mình chỗ đó là đầu tiên nhất là cây hạ quy di, mình nói nằm đêm phải tính làm sao cái hạ quy di cho nó nhiều chữ chút, chứ bây giờ đờn như vậy thì nó quá hèn, nó vô nó bao sân không nổi luôn, nó chỉ đi lòn lòn, mà làm sao để cho nó nhiều chữ vô. Thì khi đó mình mới nghĩ nó muốn nhiều chữ nó cũng phải có hai ba cái lóc hay gì đó nó mới nhiều chữ được, chứ bây giờ có một lóc mà lúc đó mình đang cầm cái lóc của bên này rồi làm sao mình mà nghĩ ra được cái thằng kia, mình nghĩ còn đâu nữa mà để chơi, rồi sau này phải nghĩ ra đây chứ đâu nó còn cái nốt thứ ba nữa nè. Con lấy nhà chú lỉnh khỉnh là lúc nào cũng để vậy, đừng mình về chế cho dễ hay chú ha. Nó đúng ra đã hoàn thành tất cả nhưng mà tôi xả ra bị gì trong đó nó còn nhiều cái tôi sửa thôi. Để ta lui cho nó phù hợp với nó văn minh hơn. Chú Phước năm nay nhiêu rồi chú? 68 rồi. Và 3 tháng nữa ra 69 rồi. Chú có mấy người con? Có đứa à? Gái năm nay nó cũng 44 rồi đó. Dạ. Cũng dẻ ngoài mướn ngoài đầu đường đó. Dạ. Đây là cái lóc kế nè. Nhưng mà tôi chưa tập. Tôi làm tôi thấy được, tôi biết là được rồi thôi. Chứ bây giờ nếu bởi mình tiếc, nó phải có người nào mà nó kế thừa được cái ý của mình đó ha, cái tư duy đó mình truyền qua thì nó rất là hay, gặp bây giờ nó không có. Được mời bé. Đây cái lóc thứ ba. Ba lóc nó mày đây. Quá. Bởi vì mình phải tính theo nó. Cái này là cơ khí đó. Ví dụ vậy, hồi nãy mình có hai lóc rồi. Thấy không? Có không? Như vậy là nếu tôi đầu tư nó vô trong một năm là cái ông guitar chết với tôi rồi, bởi vì tôi thành ba ngón rồi, thì ông guitar cũng ba ngón mà tôi cũng có ba ngón, nhưng mà tôi lợi hơn ổng, tôi vuốt mấy cái ổng vuốt được là lợi hơn ổng cái điểm đó rồi. Còn lời nữa người ta không biết chế này, ví dụ đây là một cái âm nè, cái này là cái bị động nhất ở trong nhà nghề người ta mà người ta không biết. Bây giờ thôi như kể để nghe chơi mất công lên lắm. Tức là người ta muốn có một cái chữ này, người ta phải ví dụ nốt này là nốt son đi, ví dụ son nha, muốn son thăng lên, người ta mắc lên sợi dây son đó cho thăng. Mà khi nó thăng lên như vậy thì cái nốt son thăng lại nằm đây nè. Thì khi nó nằm đây là toàn bộ cái nốt cũ của nó đều phải dời đi hết.
người đó mà muốn đợt được cái đó thì phải tập vợt dữ lắm mới làm được. Còn tôi trong khi cái dây đó cũng vẫn bình thường. Ví dụ hồi đó giờ cũng, ví dụ gì, tôi gãi lên vậy cũng còn y như mà khi buông. Tôi lên hết một nốt. Nghe khác liền. Đó là một cung rồi đó. Nè. Nè. Ôi. Ôi. Yeah. Con không ngờ một cái chi tiết nhỏ xíu vậy mà chú cũng có một cái ngụ ý ở trong. Trời đó là lên nốt đó. Phải lên dây. Đây phải lên dây mới có cái nốt đó. Cái cục đó để lên dây nè. Cái cục này cũng má ngang rồi. Lên nốt đó, rất là nhẹ. Lên một cung nhạc đó. Một cung đó. Đã lên một cung nhạc là cái cục này đây hả chú hả? Ở cục đó. Nhưng mà móc nhỏ. Mà để cái thời gian nghiên cứu được cái cục này nhô lên như vậy là lâu chú. 5-7 năm. Cái cục này là 5-7 năm. Không nghĩ ra. Mà chưa nghĩ. Không nghĩ ra. Mình có nghĩ là nghĩ gì? Làm sao giờ đó nó có một cái nốt nó thăng lên chỗ đó. Dĩ nghĩ vậy thôi. Thì cái đợt trước á tôi không có là biết làm cái này. Nhưng mà tôi có một cái ở dưới á, tôi bẻ gì cái ảnh bật này lên. Ảnh độn lên. Dạ. Khi không á tôi bật nó xuống. Như vậy thì vẫn là được rồi, thành công rồi. Nhưng rồi nó lại có một cái nữa là nó xử lý lâu sau này mình mới nghĩ. Nó mà tự nhiên không biết sao nghĩ ra này chắc cũng ma quỷ nhập. Tức là gì, mình đang đào vậy tôi làm vậy tôi đã rồi có nó, trong khi người ta phải lên như vậy chỉnh sửa là mình lờ được một nó, nói chung là thắng 100% này luôn. Chỉ cả... cái đó. Cái cục nhỏ nhỏ này nè đó. Là một lên đó, một cung nhạc đó. Nè gắn vô chưa? Đây, đó, đó. Vô cái móc đó ha. Đưa vô móc là lên cung nhạc đó. Ừ. Móc vậy là lên cung nhạc. Nè, để ra nè. Ra thì trả lại bình thường. Móc vậy thì trả lại gì bình thường. Ví dụ như đây là đang nắp son. Ha, bây giờ thí dụ này la nè. La. Thí dụ son. Vậy là la rồi đó. La. Người ta phải lên rồi đó, ta lên dây rồi. Trong khi đó tôi đàn. Tôi đàn đàn như vậy là tôi đã chuyển rồi chị, người ta không hay. Chuyển cung ta không hay. Chuyển cung không hay. Mình nói ví dụ, mình nói chơi mà để lừa, thí dụ như người ta muốn học mình mà mình giờ muốn giấu chơi cũng vẫn được. Ví dụ giờ nó này đi. Ví dụ vậy ha. Ví dụ vậy đó, tôi lợi dụng cái chữ đó để tôi gài. Ví dụ như là khác liền. Tôi gài người ta tưởng đâu là tôi đang đờn. Chứ không về là tôi đang gài nữa cái chữ đó, nhưng mà tôi mượn cái chữ đó mà tôi gài cái chữ đó người ta mới nghe là chữ này. Nhưng mà tôi làm lại được. Ví dụ như chữ này là muốn lại đây đâu được nha. Làm sao đàn chữ đó còn tôi nè. Nha. Cứ là chữ đó cái gì cái trả ra. Đó là một cái cách dạy bên. Cái cây đàn như thế này nè chú, cây đàn này nè là chú tốn bao nhiêu tiền? Như cái đàn này. Ví dụ bây giờ bỏ một bên này. Nếu muốn có cái một bên này phải từ 4 triệu mới có được. Ngoài ra mình chế không có cái gì là tiền. Còn cái tiện này thì lợi thở cơ khí này kia thì nó tiện thì mình cũng không có gì. Tốn công là gì? Trong với động não dữ lắm. Thì cái âm đó nó chưa. Có khi nào chú làm mà chú quên ăn luôn không chú? Quên chứ, từ chỗ quên ăn bây giờ tôi có cái chiêu mà người ta cũng sợ. Tức là người ta nói mấy ông sư trong chùa thi ông không lợi luôn. Tức là tôi có thể từ sáng tới chiều không ăn, qua ngày sau tới chiều ăn được bữa cơm. Nhưng mà nó cũng bắt nhịp từ cái chỗ là lo đam mê này là không ăn nhiều. Bây giờ là cả như khỏi ăn luôn. Tối ngày cứ đờn ca cho đã uống nước không à, chứ tôi cũng không có nghiện gì khác. Thành thử ra rồi tối đi ngủ thì người ta không có làm nổi chuyện đó. Là chú làm bỏ ăn luôn từ sáng đến chiều. Con tôi nè. Dạ. Qua sĩ rồi. Cũng dễ qua đầu đường mấy chú ở dưới Đồng Tháp á hả. Trời ơi, chị có một người cha tuyệt vời quá.